Những vùng trồng hoa kiểng, cây ăn quả không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch tại địa phương. Như là tại Ninh Thuận thì điều kiện tự nhiên và khí hậu khô nóng, ít mưa thích hợp để tỉnh này phát triển một số loại cây trồng vật nuôi đặc thù so với các địa phương khác như là nho, táo, nha đam, chăn nuôi dê hay cừu. Dân và với thế mạnh này thì trong thời gian qua tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch tham quan trang trại, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Nho Ninh Thuận có nhiều loại, được trồng trên diện tích rộng, tạo nên những cánh đồng nho bạc ngàn xanh mướt. Du khách khi tới tham quan sẽ được miễn phí vào cổng, thỏa sức chụp ảnh, thưởng thức nho tươi và các sản phẩm chế biến từ nho. Ngoài ra, du khách còn có những trải nghiệm thú vị khi tự tay cắt những chùm nho tươi, thu hoạch nho ngay tại vườn. Vườn nho rất là đẹp, trái màu rất là đẹp nè, trái sai và cái... nói chung là lần đầu tiên mình mới được nhìn thấy nho móng tay ở Ninh Thuận mình á. Xưa giờ mình toàn thấy trên phim ảnh hay trên tivi thôi. Mình đi thăm vườn nho đây là anh chủ được miễn phí nha, miễn phí vé tham quan vườn nho. Khi mà khách đến tham quan ở đây thì tụi em phục vụ là rất là ok luôn, hoàn toàn miễn phí tất cả các sản phẩm. Tụi em cho khách dùng thử hết từ cái siro cho đến rượu nho. Rồi các sản phẩm đặc thù của tỉnh như là mứt rau Hồng Vân, rồi nho sấy, táo sấy, các mặt hàng đây đều cho khách dùng thử miễn phí hết. Rồi khách tự tay hái những chùm nho tươi, thu hoạch nho tại vườn. Những mô hình này đã thu hút một lượng lớn du khách tới tham quan trải nghiệm. Đặc biệt từ sau lễ hội Nho Giang Ninh Thuận và cuộc thi Giàn Nho Đẹp được tổ chức vào năm 2023, đã giúp quảng bá sản phẩm đặc thù của địa phương tới du khách trong và ngoài nước, thu hút được thêm gần 1 triệu lượt khách du lịch tới tỉnh Ninh Thuận. Từ cái việc mà du khách biết đến cái sản phẩm đặc thù của tỉnh thì giúp cho cái kênh quảng bá sản phẩm của tỉnh ngày càng được các tỉnh bạn biết đến. Thứ hai là qua cái việc là nó được tạo điều kiện cho tăng thu nhập cho người dân nông thôn và cũng góp phần vào tăng giá trị ngành nông nghiệp. Việc Ninh Thuận đưa các sản phẩm nông nghiệp tham gia chuỗi phát triển du lịch được xem là hướng đi hiệu quả nhằm tạo điểm nhấn, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững.